Tôi làm việc ở một khách sạn nước ngoài. Công việc lễ tân khiến tôi hàng ngày đều phải tiếp xúc và nói chuyện với rất nhiều khách hàng. Việc hôi miệng đã tạo nên những ấn tượng không tốt với khách hàng ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, khiến tôi rất là lo lắng và xấu hổ. Đã từng có khách hàng phản ánh lại với quản lý vì điều này và tôi được yêu cầu phải tìm ra giải pháp ngay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khách sạn. Trong một lần lướt mạng thì tôi tình cờ đọc được bài về detox nano giải quyết về vấn đề mà tôi đang lăn tăn. Đọc qua thì thấy sản phẩm này không chỉ giải quyết tạm thời vấn đề hôi miệng mà còn giải quyết tận gốc những vấn đề mà gây ra hôi miệng nữa. Tôi mới đăng ký thử một liệu trình và tôi để lại số điện thoại thì được nhân viên gọi lại và tư vấn rất kỹ, rất nhiệt tình về sản phẩm này. Sau đó thì tôi có nhận được một bộ sản phẩm gồm 4 loại dùng kết hợp viên uống, ngậm và chai xịt, rất là nhỏ gọn nên tôi có thể mang theo đi làm. Còn chai nước súc miệng cứ trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy là tôi lại súc miệng. Tôi rất là hài lòng với bộ sản phẩm này bởi vì sự hiệu quả của nó rất là nhanh chóng. Cảm giác có nó trong túi, tôi tự tin hơn hẳn đấy. Viên ngậm vào cái đã thấy thơm luôn rồi, mùi thơm rất là dịu nhẹ từ thảo dược tự nhiên. Các thành phần cũng là từ các thảo dược tự nhiên nên là khi uống không có tác dụng phụ hay phản ứng nào cả. Rất là dễ uống và lành tính nữa. Từ khi có bộ sản phẩm này, tôi tự tin hơn rất là nhiều và cười nói nhiều hơn với khách hàng. Và khách hàng cũng phản ánh lại về bộ phận lễ tân rất là tốt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.